Đây là phần 2 nói về không gian nhà của lá cho mọi người tham khảo. Dẫn đường mình đã để ở clip trước, có gì các bạn bấm vào xem ha. Nhà của lá sẽ có 2 khu, một khu là để chụp ảnh, một khu là uống nước và giải trí. Khu chụp ảnh khi các bạn vô nó sẽ nằm bên tay phải. Giá vé vào cổng sẽ là 60.000 một người. Chụp điện thoại hay máy cơ gì đều một giá. Nếu mà các bạn muốn qua đây chụp hình á thì mình vô bên tay trái, vô quầy nước á mình mua vé. Rồi sẽ có nhân viên dắt mình qua nha. Không gian bên đây đã được đề co lại cũng khá là nhiều góc rồi. Đặc biệt là chú trọng hòa mình với thiên nhiên nhiều hơn. Bên trong là một căn nhà nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh, sẽ không khó để có những tấm hình đẹp nếu các bạn chịu tìm gốc. Bên trong cũng có vài phụ kiện đầy co hỗ trợ cho việc chụp hình. Còn đây là không gian của quán nước. Sắp tới 27 tháng 8 sẽ có đêm ca nhạc hát với lá. Giá vé 50.000 một người đã bao gồm nước. Còn nếu không thích nghe nhạc thì mình vẽ lồng đèn hay tô tượng đều được. Khi mới vào thì không gian rất là rộng. Bạn nào muốn chụp hình thì đi buổi sáng nha. Ở bên này thì chụp hình các bạn sẽ không mất phí. Mình gọi một ly nước và một chén chè khúc bạch. Nên thử khúc bạch ở đây nha mọi người, ăn khá là ok luôn. Trà dâu tây mà kết hợp chung với ô mai. Kiểu như bạn nào ngán trà dâu tây quá rồi thử cái món này đi cũng hơi lạ miệng lắm đó. Ngoài ra thì còn có quầy ăn vặt tuổi thơ nè. Nói chung là cũng khá khá nhiều góc và nhiều món nước, nhiều cái để chơi cho các bạn trải nghiệm. Yêu thích thiên nhiên chill chill một xíu thì cứ ghé nha.